Mình đã sẵn sàng nhảy rời chân luôn. Không phải theo nghĩa đen. Phải đây mọi người. Nhảy thế nào? Chúng ta phải ăn mừng mới được. Các em đang làm gì ở đây vậy? Đi phải lớp hỏng ngay. Em phải thay đồ. Tôi không quan tâm, đi ngay. Tụi nhỏ không chịu học hành gì. Gì vậy? Casey, bước xuống ngay. Này. Thế là hết. Khoan, gì ạ? Wow, đến trường là phải như thế sao? Em chào thầy hiệu trưởng. Thầy có khỏe không ạ? Cả hai em bị đuổi học. Trường học mới. Mẹ ơi, tôi con không ở đây đâu. Mẹ không đón con đâu. Từ từ đã. Thật bất công. Hả? Phòng mỹ mà đã. Phải kiểm tra mới được. Mở mưa coi sao. Wow, chỗ này hay ho hơn mình tưởng nhiều. Mình thật kém may mắn. Wow, bí ẩn trong học tủ của mình á. Phòng bí mật sao? Hay kiểm tra xem nào. Wow. Đấy. Này, cậu đang làm gì ở đây? Đây là phòng tớ. Gì? Tớ tìm thấy trước. Không, tớ tìm thấy trước. Phòng của tớ. Cứ mở đi. Bên này là của tớ. Bên đó của cậu. Hepiri Hopiri, tránh xa bên của tớ ra. Cậu muốn giúp không? Khỏi đi. Tên này thực sự là mình phát điên lên được. Thôi kệ đi, mình tự làm còn nhanh hơn. Chuẩn hơn rồi đấy. Mầm xếch nào. Hả? Không. Hả? Ủa? Đồ đâu? Lê lê. Tân trang phá ốc thôi. Hả? Tốt. Nhưng mà vẫn còn thiếu gì đó. Đúng rồi. Đấy, trông sang trọng hẳn. Đẹp. Rồi đã cho cái sự nghèo hơi bị lố rồi. Hãy xem đây. Rome không được xây trong một ngày chỉ vì hồi đó chưa có mình. Yeah, vàng xịn và cái gì cũng đẹp. Miêu, giỏi lắm Tôm. Hoàn hảo. Chỉ cần trang trí thêm một chút thôi. Sáng lấp lánh, trông như thể 1 triệu đô vậy. Đúng đẳng cấp rồi. Phải tiêu nữa. Chuẩn. Tên này làm gì vậy ta? Để nhóm thử xem nào. Rèm cao quá không thấy gì. Chán quá. Đúng rồi. Coi chừng. Mọi chuyện đang trở nên căng hơn. Gần xong rồi nè. Giờ mình sẽ tận mắt do thám tên này. Sao mà cứ quay cuồng vậy? Mình rất thích. Mình cần phải làm thế. Hả? Thật sao? Chỉ còn 1 đô á. Wow, đó là đồ trang trí bị bỏ lại. Prom. Wow, có đèn này. Đỉnh cậu. Giỏi lắm Casey. Làm đồ nội thất nào. Nhớ cẩn thận với dao dọc giấy nhé nàng. Thì thoảng nàng cũng khá là vụng về đó nghe không? Tốt. Chúng ta nối vào như thế. Và đã đến lúc chế tạo đệm rồi. Casey, hả? Đó, tôi chả cần tiền đâu. Quá tuyệt. Trai với gái ở chung phòng á? Không để yên được. Sao cậu làm thế được? Hai đứa làm gì đấy? Phòng này chỉ dành cho 1 người thôi. Hai đứa xem mai sẽ ở đây đi. Lát cô quay lại. Chỉ dành cho 1 người á? Vậy tớ sẽ ở đây. Hả, chịu nhậu chút. Hả, tốt. Hả, nhờ chắc chắn sẽ muốn rời đi ngay. Ê, không nghe tiếng gõ cửa hả? Nhưng quản gia của tớ không ở đây. Cậu đang đùa tớ đấy hả? Con chuột nhỏ đã rơi vào bẫy. Hả? Xin chào. Vậy thì ai gõ cửa chứ? Ai đó? Hả? Rất chi là đáng nghi. Này, nó phát ra từ đây. Ôi trời đất ạ. Đừng dây vào anh. Cậu đậu sẵn. Cậu ép tớ đấy. Mã sảnh tới thiết bị nhảy. Mùi chứng thối của cậu vừa tác dụng. Ôi không. Tớ thích đậu xanh. Biết gì không Casey, tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc. Một bữa tiệc? Và cậu không được mời đâu. Gì? Tớ chưa từng bỏ lỡ một bữa tiệc nào đâu. Cái gì? Thật sao? Casey, dậy đi. Casey, dậy đi cối xay gió. Hiệu quả không? Có dậy không? Đủ rồi. Này, Casey. Ok, mình biết rồi. Vậy để cho cậu ấy nằm nghiêng. Hoàn hảo. Nằm ngủ như một thiên thần. Đi ngủ thôi. Tớ đang có ngủ đấy. Chết má. Cuối cùng trời cũng sáng rồi. Để ngắm dung nhan trời ban nào. Thế này thì tiệc tùng gì được. Nghệ sĩ trang điểm tới đây. Tôi chắc mình phải tự xử rồi. Ok, để xem mình có gì ở đây nào. Dừng lại này đi. Sẽ ổn thôi. Phải làm sao đây? Sai ngày rồi. Con người chưa sẵn sàng cho bữa tiệc kia. Để rồi xem. Mở giấy bạc. Giờ thì đánh thức Picasso bên trong mình. Chuẩn. Mình đúng là thiên tài mà. Đưa lên mặt là xong. Giữ vững tay Casey, chắc tay vào. Chỉ một cơ hội. Không thể sai sót. Cố lên. Namaste em gái. Hỏng hết mất rồi. Với bộ dạng ấy thì ở nhà đi. Để rồi xem. Ai ngầu nhất ở đây? Phải thay đồ thôi. Wow. Không, còn lâu mình mới mặc áo này. Ổn không ta? Thôi. Được đấy. Lông giả thú thôi nên đừng trách từ nhà Peta. Dây chuyền cũng ngầu phết. Ok. Mặc thế này quá nóng. Thôi. Nốt lần cuối. Nhưng lại là cái bộ này nữa sao? Mình chẳng có gì để mặt. Mình phải sửa lại mặt. Sao rồi? Khoan. Bửm. Có thế chứ. Ouch. Có chuyện gì vậy? Chưa gì tiệc đã bắt đầu rồi sao? Tuyệt. Cậu làm gì ở đây hả, Kệ Sĩ? Chào, cho tớ vào nhé. Để tớ xem. Cấm Kệ Sĩ. Để xem trang này nữa. À, xin lỗi, cậu không có trong danh sách. Lượn đi. Biết mặt hả? Chào, em là Siêu. Là cậu thật sao? Tôi biết cậu đang làm gì rồi. Hay lắm Casey, Su đã đến đây lâu rồi. Tôi cũng muốn ăn pizza. Bye. Cứ liệu thần hồn. Ừ, chính xác luôn. Cậu à? Tom, tôi xin lỗi nhé. Tôi có quà cho cậu nè. Dễ thương quá. Nhưng cậu vẫn không được vào đây đâu. Không, sao cậu dám? Thế với Casey và Tom nữa sao? Không chịu nổi nữa. Gì nữa? Ra. Mình chẳng có nơi ở nữa. Đừng lo mà, tớ đã có cách rồi. Quá nhỏ. Được của nó. Không đủ tiền là sao? Bị từ chối. Hả? Gì? Nghèo. Chúng mình phải kiếm tiền thôi. Cách nào? Chắc là đang quay rồi. Chào cả nhà, xem nè. Đến lượt chị. Nhưng mẹ mua cho em mà. Thì sao? Thì trả đây. Cái gì chị cũng dành của em hết à. Tại tao thế. Ôi, đầu tao. Tiền của em. Tất cả là tại mày đấy. Tại chị thì có. Chị chỉ có giỏi phá thôi. Đừng có ném đồ vào tao. Chết này. Sao phải sao? Chị bị khùng hả? Đừng giật tóc tao. Em ra. Em thích nhất cái áo này đấy. Ok, đã rõ, không có vấn đề gì, tôi sẽ gửi hợp đồng qua ngay. Mệt quá. Mẹ ơi, chị Casey làm hỏng đèn của con. Cả áo nữa. Mẹ ơi, chị làm vỡ đèn rồi, con không quay TikTok được nữa. Hợp đồng của mẹ đây. Gửi sao được nữa. Đủ rồi Ruby, mẹ phải nói với con bao nhiêu lần nữa, lúc mẹ đang làm đừng có vào phòng. Nhưng mẹ. Cái gì đây? Đèn hả? Mẹ không quan tâm vấn đề của con. Mẹ thì vất vả kiếm tiền, con thì phá. Ra ngoài ngay cho mẹ. Mẹ không muốn nghe gì nữa. Làm hỏng giấy tờ của mẹ rồi. Phải làm sao đây hả trời? Không công bằng gì cả. Thấy chưa? Chả ai quan tâm mày đâu. Kể cả mẹ. Thôi đi. Chị gì mà quá đáng thế chứ? Sao phải xúc tính như vậy chứ? Có lẽ mình nên biến mất khỏi đây. Chắc đó là điều mọi người muốn. Nhật ký ơi, chẳng có ai quan tâm mày đâu. Chị mày ghét. Mẹ mày thấy phiền. Em cũng yêu anh. Hôn nè. Vậy em chờ anh ở nhà nhé. 15 phút nữa nha. Ok baby. Ok, gặp cưng sau. Muốn nổi ra gà. Bye bye. Mình phải thật xinh mới được. Phải chuẩn bị nhanh mới kịp. À đúng rồi, mình cần đồ trang điểm. Đâu rồi ta? Hả? Không dùng được. Phải ở đâu đó chứ. Mày lấy của chị đúng không? Mày toàn trộm đồ nhé. Rồi lại gì nữa? Thỏi son chị thích đâu rồi? Này, chị đang làm gì vậy? Ok, lần này tao sẽ tha cho mày. Viết nhật ký cơ à? Cho em. Chắc là quan trọng lắm ấy nhỉ? Có crush cơ đấy. Ai vậy ta? Hả? Thế nghĩa là sao? Nhưng bạn trai tao mà. Là trời đất ơi. Mày tưởng anh ấy sẽ thích mày à? Nghĩ hài hước đấy. Chị tưởng chị đặc biệt thế cơ á? Em tốt hơn chị nhiều. Gì? Mày nói gì cơ? gì? Ai là chị trong nhà này? Anh Tom là của tao nhé, đừng có mơ. Ngồi trong phòng mà nghĩ về hành vi của mày đi. Này, dừng lại, chị làm gì vậy? Nhốt mày chứ sao? Ừ. Không, đừng. Mở cửa ra, đừng có nhốt em mà. Còn lâu. Thả em ra. Rồi mày làm gì? Em sẽ dọn đồ đi. Cứ chờ đấy. Bà làm gì vậy ta? Tao không cho mày ra đâu. Quá muộn rồi. Không vui tí nào đâu. Em ghét chị. Mở cửa ra mau. Tất cả là lỗi của mày. Cho mày biết tay. Chị là đồ xấu xa. Em ghét chị. Em ước không có người chị như chị. Xong rồi. Sao chị ta làm thế với mình? Hả? Khoan, mình không nghe thấy gì cả. Để mình một mình thật sao? Ồ, cánh cửa mở rồi. Đúng là ngốc. Cái gì? Chị bày ra thế này hả? Mình phải ra khỏi đây thôi. Hay là cứ trèo qua nhở? Thế không ổn chút nào. À, tìm được đường ra rồi. Thoát rồi nè. Mình thông minh hơn Casey nhiều. Ruby, con làm cái gì đây? Đống này là sao? Chị Casey lôi ra đấy. Chị nhốt con trong phòng rồi lôi đồ ra chặn. Mẹ không quan tâm đứa nào làm. Casey hay con, dọn dẹp nhanh, ngay và luôn. Không chết với mẹ. Nhưng chị Casey làm mà. Mẹ, mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Rồi mấy người sẽ hối hận. Có không giữ, mất đừng tìm. Cảm ơn anh đã qua nhé. Em nhớ anh lắm. Tom. Chào bé. Người đâu đẹp trai quá. Mày lảng vảng gì ở đây? Đây là em gái em. Em gái sao? Anh chưa bao giờ thấy em. Nhưng em vẫn nhớ anh. Chúng ta luôn đến thư viện cùng nhau lúc 6 giờ. Và chúng ta luôn... không, anh luôn đọc. Thôi mẹ ơi, chán ngát. À đúng, anh có tới thư viện nhưng anh vẫn không nhớ ra em. Mình cần phải làm gì đó. Ôi anh yêu, sao mà nhớ được cái con này. Một sách chính hiệu. Trời ạ, sao chị lại bôi xấu mình? Em cũng thấy ngại lắm. Xem em có gì này. Hả? Nhật ký của em, chị lấy ở đâu chứ? Con nhỏ thích thẩm anh đấy. Không, của em cơ mà, trả lại đây. Tới đây mà lấy. Thôi đi, chị vừa phải thôi, không hay ho gì đâu. Nó khùng á. Ngồi đây. Em muốn cho anh xem cái này. Nhìn nè. Chẳng ai yêu mình cả. Tom còn không biết mình tồn tại. Xấu hổ chết mất thôi. Mình phải rời khỏi nơi này. Không muốn sống ở đây thêm nữa. Mình cần có tiền. Phải đập lợn đất mất thôi. Chị xin lỗi nhiều nhá. Cuối cùng cũng có thể ra khỏi đây. Sẽ không ai dám lôi mình ra làm trò cười nữa. Chán thế. Chỗ này không đủ. Phải làm gì bây giờ? Chờ một chút. Mình sẽ lấy của Casey. Lúc nào cũng lấy tiền của mình mà không trả lại. Chả có gì cả. Hả? Sao chị ấy có sách chứ? Dù sao cũng có đọc đâu. Để xem trong này xem. Yeah, tìm thấy rồi. Yeah, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục. Cái gì kia? Trò đáng đời nhá. Mình sẽ lấy đồ rồi biến luôn. Tôi chết, Casey. Ai vẫn còn ở đây này? Cưng định đi dạo với nhóm bạn sao? Ôi, mình ngớ ngẩn quá. Cưng làm gì có bạn? Không đúng. Đừng có quá đáng. Đúng rồi. Gì? Hả? Mày làm gì đồ của chị đấy? Trời, tiền của tao đâu? Mày... Trả tiền cho tao ngay. Thả túi của em ra. Trả cho tao. Tiền của tao đây sao? Nhưng chị nào em, tiền này là của em thôi. Tiền của tao. Tao đã để dành để mua giày mới đấy. Biến ngay. Tuyệt. Dù sao đây cũng định đi rồi. À thế á? Thế thì tốt. Để tao giúp. Đồ của mày đây. Ủa sao chị? Đó. Đồ của mày đó. Mong là không phải thấy mày nữa. Rồi. Phải làm gì bây giờ? Đi đâu được cơ chứ? Ruby, em đấy hả? Ruby ơi, em sao thế? Em phải bỏ nhà đi. Sao thế? Không ai yêu em cả, ai cũng ghét em. Không phải đâu, ai cũng thương em mà. Đừng khóc. Em phải làm gì đây? Ngoan nào, sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tìm anh đi. Dạ, anh nói đúng, em thấy đỡ rồi. Anh nói rồi mà, đi không, thôi. Em không về nhà đâu. Thế em định đi đâu? Em không thể ở đây, trời sắp tối rồi. Ở đây đáng sợ lắm đây. Và có nhiều chỗ. Đúng rồi, căn gác mái. Lâu lắm rồi không có ai lên đó, em sẽ đến đó. Thôi, anh sẽ giúp em. Không, em lớn rồi, em có thể tự đi. Anh sẽ không yên tâm đâu. Anh đi cùng, đi nào. Thật á, em cảm ơn. Được rồi, đi thôi. Chẳng ai nhìn thấy ai cả. Ok, nhanh. Ok, nhỏ tiếng thôi. Chúng ta cần lên đây. Nhanh lên, không đi. Có người thấy. Được rồi. Wow, còn ổn áp hơn phòng của anh. Có con nhện. Em ổn đấy chứ? Nhưng ở đây nhiều bụi quá. À, có cái chổi này. Mong là không có nhện khổng lồ. Wow, quá trời mạng nhện này. Bắt được rồi. Hey, dọn mạng nhện vui phết. Chắc không có ai dọn trên này. Chắc là hết rồi. Chồng gọn hơn cả. Anh xin lỗi nhé, anh không thấy em. Để anh lấy cho. Đồ của em hả? Vâng, đồ chơi hồi nhỏ của em. Ha, dễ thương ghê. Bình nước sao? Hay quá, đen giấy. Khoan, mình thử dùng xem. Anh cầm đi. Còn gì trong này? Em sẽ treo từ mái xuống. Wow, đẹp. Anh tìm được này. Không, trả cho em. Anh xin lỗi, anh thấy dễ thương mà. Không sao đâu, hồi bé anh cũng đều nạp đấy. Này, nhìn xem. Đó, trông thật dã man. Nhưng dễ thương mà. Ở trong này hơi lạnh đấy. Vâng, chắc mình đi lấy chăn và gối đi. Được đó, để anh giúp. Đi thôi. Đừng nói gì. Cái này hay dã man. Làm gì vậy hả? Đi. Em muốn soda, nhưng mà ở xa quá. Ruby, nó đâu rồi? Ruby, ai cho phép con nhỏ lơ mình đi? Ruby, cứ chờ tao bắt được đi. Khoan đã, nó đi rồi sao? Không được, chắc chắn nó đang trốn ở đâu đây thôi. Suýt thì lộ. Chăn ở dưới này nè. Đây là phòng em mà. Này, tập trung đi, cầm giùm em. Ôi không, em nghe thấy cái gì? Trốn mau. Nhanh, trong này. Ruby à, có trong này không? Ruby, ở đâu đây? Đúng rồi. Con bé này trốn ở đây mà. Chắc chắn là ở trong tủ quần áo rồi. Ấm áp quá. Ước gì anh là của mình. Đừng đùa với chị Ruby. Ra đây, ở đâu chị cũng tìm ra đấy. Phải làm sao bây giờ? Trốn đi. Chị biết cưng ở trong đó mà. Lúc nào chị cũng tìm thấy. Đây nhé. Đi lấy snack thôi. Trời ơi, ai tắt đèn vậy? Bắt được mày rồi. Nhỏ đâu rồi? Đừng có hỏng trốn được chị. Gì thế kia? Ruby, mày đây rồi. Tưởng mình thông minh lắm hả? Rồi xem nhé. Chuẩn. Mị đã nghĩ ra cách rồi. Mình cần cái đĩa nữa. Chơi nào em gái ơi. Chị sẽ chống mắt lên xem. Ruby ơi, có đói không này? Sắp có trò hay để xem rồi. Này. Tặng cho em này. Mẹ à. Hôm nay mẹ về sớm. Con làm gì đây? Casey, chuyện gì đấy hả? Con bị điên hả? Cái gì đây? Không tin nổi con lại dám làm thế này với mẹ. Họ đang bật cãi nhau rồi. Nhanh. Casey gặp cái rắc rối lớn rồi. Trở lại gác mái thôi. Laptop của Casey. Bây giờ tới lượt em xem phim rồi nha. Thành công rồi. Anh cứ tưởng mình sẽ bị bắt sống cơ. Sắp xếp phòng nào. Anh sẽ đặt chăn ở đây. Wow, trông ấm cúng thật đó. Mình xem phim đi. Hả? Pin yếu sao? Em rất là muốn xem phim này. Vậy mình chơi cái gì khác đi. Gì ạ? Khoan. Trên này chắc chắn phải có gì để chơi chứ. Đúng rồi, em đã học cách làm máy chiếu ở trường. Chúng ta cần một cái hộp. À, chỉ là đồ chơi thôi. Rồi cắt một lỗ. Ok. Và lấy kính lúp nè. Rồi cho vào lỗ. Ok, đưa em điện thoại đi. Tin em đi. Ổn không đó? Wow, thông minh quá. Tuyệt thật đấy. Ôi không, bụng em. Em muốn ăn pizza không? Dạ, sao anh biết? Để em đặt. Alo. Alo. Cho em đặt một pizza ạ? Loại nào? Loại nào ạ? Lấy pepperoni. Pepperoni. Ok là. Tốt, bye. 10 phút nữa sẽ có. Mình sang tiếp đi. Hay dã man. Chắc đúng địa chỉ này rồi. Hello, tôi mang pizza đến ạ. Cô ở đâu? Lùi lại xíu đi ạ. Thêm chút nữa. Rẽ trái đi ạ. Ý là rẽ phải. Sang trái một tí. Ok. Sang phải á? Lối này hả? Cứ đi sang phải đi. Thêm một xíu. Đừng, ngay đó. Hả? Kỳ quặc quá. Của cô đây. Vậy chỗ đó là 25. Ê, tiền tôi đâu? À, anh đói sôi cả bụng rồi này. Em cũng thế. Hả? Eww. Pizza này còn cũ hơn anh. Hay thôi, không ăn vẫn là hơn em mà. Không muốn đau bụng đâu. Nhưng mà mình vẫn phải ăn. Mẹ giết mình mất. Phải tìm con bé ngay thôi. Chết mất. Làm gì bây giờ? Nghĩ đi Casey. Gọi cho bạn của nó. Khoan, mình cũng biết bạn nó. Mà mình có biết gì về nó đâu. Không ổn rồi. Tệ quá. Bình tĩnh Casey. Phải cố nghĩ xem Ruby đang ở đâu. Nghĩ giống Ruby đi. Nếu là một bọn sách thì mình sẽ đi đâu? Thư viện. Đúng rồi, để gọi tới đó xem sao. Mong là nó ở đấy. Lẽ ra mình phải nghĩ ra sớm hơn. Alo. Alo, bà giúp con được không ạ? Con đang tìm em gái con. Ai? Em gái con ạ. Ai cơ? Con gái á? Con gái? Em gái con cơ ạ? Xin lỗi. Tôi không biết con gái ai hết. Hả? Bà giúp con với. Con ơi, 5 giờ rồi này. Bà phải về nhà đây. Bà nhé. Hả? Bởi thế mình không đến thư viện đấy. Gì đây? Quán pizza nó thích này. Nó sẽ đói thôi. Mình sẽ tìm được nó ở đó. Alo, anh giúp tôi được không ạ? Chúng tôi đang có khuyến mại lớn. Được. Đúng lúc tôi đang thèm pizza. 2 pepperoni ạ. Thêm phô mai nhé. Nhưng mình cần tìm Ruby. Sao lúc nào mày cũng gây ra vấn đề vậy hả? Phiền phức chết đi được. Chân tôi. Chuyện gì có chuyện gì với con? Ôi trời ơi, mình phải nghĩ cách thôi. Đúng rồi, mình sẽ giấu gấu chết đi ở dưới chăn. Ngày mai sẽ có bản hợp đồng ạ. Vâng, cảm ơn. Casey, cô làm gì trong phòng đấy? Sao ồn ào thế? Dạ, không có gì. Ruby đang ngủ ạ. Ngủ ngon nha em gái. Gì? Ngủ hả? Hả? Giờ này á, em làm bài tập về nhà chưa? Ruby. Hả? Mẹ ơi, em mệt ạ. Mẹ cứ để cho em ngủ một tí. Lát con bảo em làm bài. Lại họp với Hành. Vâng, đợi mẹ xíu. Kỳ sẽ chăm sóc em nhé, mẹ phải đi đây. Vâng ạ. Suýt thì chết. Em còn đói không vậy? Có ạ. Này, anh có người thấy không? Cả con ơi, có cơm tối rồi. Cơm tối? Để em đi lấy đồ ăn. Để anh, lộ ra thì anh sẽ nhận hết tội. Người hùng của em, cả lòng quá đi mất. Mọi chuyện đã ổn cả, chờ tôi chút. Các con ra ăn đi. Vâng. Thôi chết rồi, mẹ mà biết Ruby không ở đây thì chết. Phải làm sao bây giờ? Mình sẽ gọi Tom. Gần lấy được rồi. Spaghetti. Điện thoại. Cassie gọi. Ủa, rõ ràng có tiếng điện thoại. Lạ thật đấy. Cassie, cô làm gì ở dưới đó vậy? Không ạ. Ruby đâu? Đĩa đâu rồi? Dạ, chắc là em... em ăn trong phòng hả? Lại nữa, đúng là tuổi teen. Vâng, đúng ạ. Đĩa đâu mất rồi? Sao Tom không trả lời mình chứ? Mình phải cẩn thận mới được. Đánh tí son cho xinh nào. Cứ như buổi hẹn đầu tiên á. Anh ấy về. Mà mắm thôi. Em cảm ơn. Nghe này, anh có chuyện muốn nói về bé. Nhưng anh chưa biết bắt đầu từ đâu. Em cũng thế. Thật ra em thế đấy. Anh nói đi. Em nên xem cái này. Không biết chui vào đâu luôn. Hết cho anh. Em quên một cục luôn ạ. Cassie gọi. Đừng nghe máy. Anh phải nghe. Chào Cassie. Tom, em gọi anh. Mà sao anh không bắt máy? Anh xin lỗi, anh hơi bận. Em không biết phải làm gì. Không tìm được em gái em. Thật sao? Đừng nói. Tom, gì với anh? Anh ở với ai? Làm gì có ai đâu. Đó, anh một mình. Xin lỗi, em đang rối trí quá. Em yêu, anh có tí việc. Anh xin lỗi nhé. Anh sẽ gọi em sau, ok? Dạ, được ạ. Em đang nghĩ cách nói với mẹ đây. Em yêu anh. Bye bye. Cảm ơn anh vì đã không tiết lộ chuyện của em. Anh đã cứu em. Xin lỗi. Yo. Mình có cách rồi. Mong là ổn thỏa. Mình sẽ đặt ở đây. Giờ thì bận lên. Ok rồi. Vâng ạ. Tôi sẽ gọi lại sau. Vâng. Ruby trong đó hả? Vâng ạ, là Ruby. Còn bé hát á. Cái này lạ nha. Cái gì vậy? Đó là Ruby hát dở thôi mẹ. Hát dở á? Thế hả? Ok, mẹ cũng không có thời gian. Đăng ký cho em lớp dạy hát đi. Vâng ạ. Tôi hên quá trời ơi. Cách đó mà cũng được nữa. Em rất thích spaghetti mẹ nấu. Em rất tuyệt đấy. Anh ăn hoài không chán. Ngon tuyệt của mèo. Chuẩn luôn. Giống như... Ôi không. Ôi chết áo rồi. Em xin lỗi. Không sao đâu. Khoan, để em xem có gì ở đây. Không sao đâu, thật mà, đừng lo. Chắc chắn có áo mà. Anh mặc đi. Áo em thích nhất hồi bé đấy. Wow, đáng yêu quá. Vâng. Hả? Anh đang làm gì vậy? Anh ấy đang cởi áo tại đây sao? Ôi mẹ ơi. Mong là tìm được. Mình đã dán khắp phố rồi. Em ở đâu hả Ruby? Này, cô có nhìn thấy em gái tôi không? Giúp tôi với ạ. Mình thử đủ cách rồi. Hy vọng cuối cùng của mình. Ai nhấn chuông? Ai đó? Ruby à? Chúng tôi đã tìm thấy trẻ lạc. Vào trong đi. Chào. Nhưng không phải ạ. Không á, trông giống trong ảnh mà. Nhận tạm đi con. Mẹ ơi. Cảm ơn, nhưng không đúng người. Cứ nhận đi, em cố đấy. Đừng quay lại. Ok, cảm ơn. Cassie, có chuyện gì vậy con? Ai đấy? Sao mà ồn ào vậy? Bạn con thôi ạ. Còn Con sẽ đi ra ngoài dạo với bạn. Lát nữa con về. Nói cho mày biết chuyện gì ngay đi, không là mẹ thu điện thoại một tuần đấy. Căng cực căng. Mẹ ơi, chuyện là... Hả? Cái gì đấy? Ruby? Con làm lạc mất em. Thế nghĩa là sao? Có chuyện gì với Ruby rồi? Em gái con đâu? Nói đi. Con đùa thôi đúng không? Mẹ không hiểu là sao hả? Mẹ, con xin lỗi. Là tại con hết. Ruby mất tích là tại con. Ruby mất tích sao? Không thể có chuyện đó được. Kissy khoan, con gọi em chưa? Gọi vào số của em á. Em không nghe máy con à. Con bé đi đâu được? Để mẹ gọi. Mẹ em ơi, sẽ nghe. Con xin lỗi. Mẹ thật đấy ạ. Ok rồi. Nè, này. Anh xong rồi, xem này. Wow, anh mặc hợp quá nha. Em thích unicorn. À khoan, anh phải xem cái này. Nhật ký của em có hình unicorn nè. Khoan, em muốn xin lỗi vì bức ảnh. Không có nghĩa gì đâu, chỉ là bức ảnh thôi. Không sao mà, đừng lo nhé. Không sao đâu, thật đấy. Anh biết Cassie đã làm nhiều điều sai. Anh không hề biết em ấy lại cư xử tệ như vậy. Cảm ơn anh đã ở cạnh em thấy vui lắm. Anh mới phải nói cảm ơn em chứ. Ở cạnh em, anh cũng vui lắm. Vâng, chúng mình đã rất vui mà. Anh sẽ qua chơi với em thường xuyên hơn. Em thích lắm. Anh cũng thế. Điện thoại. Mẹ gọi. Khoan, đừng cúp máy. Đừng làm thế. Ruby, sao em lại làm vậy? Dạ, thì chỉ là mẹ thôi. Chính xác, mẹ đang lo cho em. Em biết mà. Trong nhà này có ai thèm lo cho em đâu. Sai rồi, gia đình yêu em mà. Em cần nói chuyện với mọi người. Chẳng có gì khác đâu. Có chứ, tin anh đi. Đi nào, nói với họ, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Không ăn thua đâu. Anh sẽ bên em, anh sẽ giúp em, đừng lo nhé. Ok, em sẽ cố vì anh. Mình đi nhé. Dạ đi. Ruby, làm ơn nghe máy. Mình sẽ gọi lại. Con xin lỗi mẹ, là tại con hết. Làm ơn nghe máy đi. Con ở đâu? Ok, vào nào. Mẹ ơi, con nè. Ruby, con về rồi. Con ở đâu thế? Mẹ lo cho con lắm. Chấm, sao không? Anh làm gì ở đây? Hai người ở cạnh nhau á? Anh chỉ muốn giúp Ruby thôi mà. Cái gì kìa? Chuyện này dài lắm em ạ. Áo của Ruby sao? Anh liệu mà giải thích mọi chuyện đi. Sao anh không nghe máy hả? Mẹ gọi cho con xuống. Con có nói không? Mẹ làm món bánh tét con thích nhá. Vâng. Mẹ làm luôn nhá. Chờ chút. Ok. Sếp của mẹ. Hiểu rồi. Con biết không? Hôm khác đi. Cho ống chờ. Vậy bánh nhá. Đi thôi. Con cảm ơn. Mẹ sẽ làm bánh cho bé. Vậy là mọi người có quan tâm. Nhưng... mình muốn cho ông quan tâm. Hả? Gì đây? Anh luôn có thể ở bên em, nhưng chỉ khi em muốn. Tom.